chị ba lần này thua mình rồi. Chị ba ơi, chị ba ơi. Hello, hello Út. Chị ba nè. Bye bye, bye bye nha. Thiên Channel. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy nhấn nút thích video ở đây, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh Thiên Channel của bé Na thì hãy nhấn nút màu đỏ ở đây nha, để có thể xem được những video hay nhất của bé Na đó. Ôi thích quá, y chang như chơi cầu tuột vậy. Cảm ơn máy bay cứu hộ nha. Cô tiếp viên hàng không ơi, rồi máy bay này khi nào mới sửa xong? Ôi, bé ba đâu rồi? Ủa em cũng mới nhìn thấy chị ba trên cái phao mà. Bé ba bị tuột xuống dưới biển rồi. Ôi, mình bị rớt xuống biển rồi. Ôi, cứu chị hai ơi, chị hai cứu em. Chị hai ơi. Ô, cái gì vậy? Hên quá, có cái gì nó đưa mình đi. Cái này là cái gì vậy ta? Hình như là tàu ngầm. Thôi tiêu rồi chị hai ơi, chị ba mình lọt xuống dưới biển rồi. Bây giờ làm sao cứu được chị ba đây chị hai? Em lo cho chị ba quá à. Nè mọi người ơi, em nè, em đã được cứu rồi. Có cái tàu ngầm nó cứu em lên nè. Qua đây, có tàu ngầm này vui lắm nè. Qua đây xem. Ôi chị ba. Chị ba được cứu rồi. Vậy mà em tưởng không gặp được chị ba nữa chứ. Ủa, mà chị ba lên nhờ cái gì vậy chị ba? Hình như đây là cái tàu ngầm. Tàu ngầm này đẹp quá ha. Tàu ngầm này nó bơi ở trong lòng biển á, chứ không phải bơi trên mặt nước. Nó khác với những con tàu bình thường, cho nên mới gọi nó là tàu ngầm. Ngầm là ở dưới mặt nước nè. Chào các cô gái. Các cô gái có muốn vào trong tàu ngầm của ta để tham quan không? Sẵn tiện ta sẽ đưa các cô gái đi về nhà luôn. Dạ cảm ơn. Máy bay của tụi cháu đang bị hư hết rồi. Bây giờ còn không biết cách sao về nữa. Hên quá, gặp được tàu ngầm đưa tụi mình về giùm. Cảm ơn chú. Đi thôi, lặn xuống dưới biển. Wow, lần đầu tiên mình được đi tàu ngầm. Bơi tàu mà mình ngồi bên trong y chang như đi chơi viện hải dương học vậy. Thấy được san hô luôn kìa. Ủa mà chú ơi, những cái nút này là gì vậy? Đây là những cái nút. Ở đây là thông báo độ sâu, xem thử tàu ngầm của mình đã lặn sâu bao nhiêu ở dưới biển nè. Rồi có la bàn để chỉ đường, rồi nó hiện tốc độ để coi tàu ngầm mình chạy bao xa. Wow, hay quá chú thuyền trưởng ơi. Không ngờ trên đời này lại có cái tàu ngầm hay như vậy. Ôi, tàu chạy rồi. Nè, đi qua bên đây mình nhìn đi. Từ trong tàu ngầm mình có thể nhìn ra được ngoài biển kìa. Y chang như mình đi tham quan viện hải dương học vậy. Ý, con bịch tuột to quá. Kìa, chị ba ơi, có con cá nóc nè. Nó đang phình gai nó ra đó. Còn có con rùa nữa kìa, con rùa đang bơi. Con cá nóc to quá ha. Rồi còn có con rùa nữa, thích thiệt. Kìa, tàu ngầm của tụi mình đang bay qua chỗ rặng san hô kìa. Ở đây có nhiều cá quá. Nó thấy tàu ngầm của mình nó chạy thịt trơn luôn. Chắc nó bị giật mình quá à. Ý, đằng trước hình như là có con cá mập kìa. Con cá mập này to quá à. Coi chừng nó đụng tàu ngầm của mình đó nha. Thôi tiêu rồi, nó quay lại kìa. Coi chừng, nó đụng cái kính rồi. Nó đụng cái kính tàu ngầm của mình rồi kìa. Chú thuyền trưởng ơi, nó đụng vô kính của mình có bị bể không chú? Chắc nó đói quá nè, nó thấy tàu ngầm của mình nó tưởng đồ ăn á. Không xong rồi, nó mà làm vỡ kính tàu của mình là tiêu. Được rồi, để bây giờ chú sẽ bắn đạn ngư lôi ra. Trong tàu ngầm của mình có đạn ngư lôi mà. Đừng. Nếu mà bắn đạn ngư lôi thì con cá nó sẽ bị chết đó. Cháu yên tâm. Đạn ngư lôi này là nó không có thuốc nổ, nó chỉ có hơi ớt thôi. Để bắn vô con cá thì con cá nó hơi cay cay thì nó sẽ bỏ chạy, chứ nó không có chết đâu mà cháu lo. Chứ nếu mình không đuổi nó đi, nó sẽ làm cho cái kính của tàu ngầm của mình bị vỡ ra đó. Chuẩn bị bắn đạn ngư lôi. Đó, nó bị cay rồi kìa. Đó, nó sợ quá, nó chạy rồi, thấy chưa. Hên quá, mình đã đuổi được con cá mập đi rồi. Thôi bây giờ mình đi tiếp thôi. Chúng ta đang bơi vào trong vùng biển huyền bí đó. Có nhiều con cá quá à. Công nhận dưới đáy biển càng sâu thì có nhiều loại cá hơn á ha. Đúng rồi, tại vì những con cá biển ở sâu dưới lòng đại dương thì con người chúng ta bắt khó, cho nên nó mới còn nhiều như vậy đó. Còn những con cá mà ở trên mặt biển nhiều thì sẽ bị bắt hết rồi. Thì ra là vậy. Nhiều quá. Nè, các em ơi, chị phát hiện phía đằng sau có một trò chơi vui lắm á. Đi chơi với chị không? Chị sẽ cho các em chơi trò chơi này vui lắm nè. Đi thôi.
Trò chơi gì vậy chị? Trò chơi gì vậy chị? San hô nhiều màu sắc quá. Đẹp quá à. Đây là vùng biển huyền bí, cho nên có nhiều cây san hô nhiều màu sắc quá ha. Đẹp quá. Bơi tiếp thôi. Chị hai, đợi em với chị hai ơi. Chị hai thì mặc áo màu xanh, chị ba mặc áo màu tím, còn Út thì sẽ mặc áo đồ bơi màu hồng. Em dí theo con cá đây. Con cá ở dưới này cũng to nữa, nó to bằng em luôn này chị hai. Nè, mình đứng ở chỗ này có khi nào cá mập nó tới nó dí mình không ta? Không biết nữa, nhưng mà mình có chân vịt rồi, mình bơi sẽ rất là nhanh đây. Mà công nhận ở đây có nhiều cây san hô đẹp quá à. Đẹp quá. Nè, giờ tụi mình bơi đua với nhau không? Được chứ, muốn bơi đua thì bơi thôi. Bây giờ ai cũng có chân vịt rồi, ai cũng bằng nhau rồi. Bây giờ coi thử ai bơi nhanh hơn nha. Được thôi. Nhưng mà em có ý kiến. Mình sẽ sử dụng những con cá để mình bơi. Em sẽ bám đuôi con cá ngừ. Bơi thôi. Ai bơi nhanh hơn em nè. Vậy thì chị ba sẽ bám đuôi con vít. Đi thôi. Mấy em bơi gần đi thôi nha. Đừng bơi xa quá lạc đó. Cá ngừ bơi nhanh quá. Vậy là Út thắng cho mà xem. Chị ba hết chuyện, tự nhiên lại bám đuôi con vít. Con vít nó bơi chậm như con rùa vậy. Làm sao mà bơi thắng nổi em? Sao nãy tự nhiên mình quên ta? Mình lại bám đuôi con vít. Có con cá kiếm kìa. Con cá kiếm là một trong 10 con bơi nhanh nhất thế giới mà. Vậy thì mình sẽ bám đuôi con cá kiếm thôi. Con cá kiếm nó bơi còn nhanh hơn con cá mập nữa đó. Lần này Út thua chắc rồi. Út ơi, đợi chị, Út ơi. Thôi, chị ba lần này thua mình rồi. Chị ba ơi. Hello, Út, chị ba nè. Bye bye nha. Chị ba, sao chị ba bơi nhanh quá vậy? Em không biết hả, cá kiếm bơi còn nhanh hơn cá mập nữa đó. Chị ba thông minh quá, đổi con vít thành con cá kiếm rồi. Vậy là chị ba thắng Út rồi nha. Về là Út phải nghe lời chị làm việc nhà đó, tại vì Út thua chị mà. Thôi, tụi mình đi qua đây đi. Dạ. Đi thôi. Ủa, chỗ này là cái gì vậy ta? Sao cá đây chết hết trơn vậy? Chị ba nhớ rồi. Đây là vùng biển chết nè. Vùng biển chết là sao vậy chị ba? Là vùng biển này bị con người tàn phá đó. Đánh bắt cá bằng thuốc nổ. Mỗi lần người ta sẽ quăng thuốc nổ xuống, làm cho những con cá sẽ bị chết và nổi lên mặt biển. Rồi họ sẽ thu lượm cá đem về bán. Kìa, có con cá mập trắng nó chết luôn rồi nè chị ba. Có con cua nữa nè. Ở đây còn có con cá mú môi chè nữa nè chị ba. Nó bị chết queo rồi. Ôi chị ba ơi, trong cái rương này nó có cái gì mà nó đung đưa nè. Chị ba qua đây xem nè. Có con gì ở trong này á. Chị ba xem. Coi chừng có con rắn nước á nha. Em sợ lắm á. Lỡ nó bò ra nó cắn mình á. Chắc không sao đâu, đây là vùng biển chết mà. Em thấy còn thuốc nổ rất là nhiều ở đây nè. Không còn con vật nào sống được đâu. Đâu đưa chị ba xem thử. Cẩn thận nha chị ba. Mình khiêng ra đi. Nhìn kìa. Viên ngọc trai. Ôi viên ngọc trai kìa. Viên ngọc trai này to quá à. Cái này bán được chắc phải là 1 tỷ tiền luôn á. Ôi lần này mình giàu rồi. Mình giàu to rồi. Vậy thì mình mang cái này mình đem về nhà mình bán đi. Mình đem ra tiệm vàng mình bán, chắc chắn người ta mua giá cao lắm á. Ôi viên ngọc trai to quá à. Lần đầu tiên Út mới thấy viên ngọc trai to như vậy đó. Lần này giàu rồi. Giàu to rồi. Yeah. Lần này mình giàu rồi. Mình trở thành đại gia. Mình có tiền tỷ luôn. 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ, 4 tỷ, 5 tỷ luôn. Nè, hai đứa. Xong rồi, mở mắt kiến ra đi. Mở ra. Làm cái gì mà tiền tỷ rồi vậy? Chị hai ơi, đợi em xíu đi chị hai. Cho em mơ một xíu nữa đi. Đeo cái kính 4D này vô thích quá à. Mình đeo nó vô, mình đứng trên tàu ngầm mà mình y chang như là mình bơi ra ngoài biển vậy. Em còn lượm được viên ngọc trai nữa đi chị hai. Ôi tiếc quá à. Đeo cái kính này vô mà mình tưởng y như thiệt vậy. Tưởng lần này mình giàu rồi chứ chị ba ha. Hay là về nhà mình mua cái kiến này đi chị hai. Cái kiến này đeo vô hay quá à. Kính 4D nè. Trời, cái kính này mắc tiền lắm đó. Mà với lại trên tàu ngầm du lịch người ta mới có thôi, chứ mình làm gì có. Chào chú thuyền trưởng.
Nãy giờ các cháu đeo kính 4D hả? Tàu ngầm này là tàu ngầm du lịch, cho nên có những cái kính này để cho khách du lịch ngồi trong tàu ngầm có thể nhìn ra biển đó. Dạ, nhưng mà cái kính này hay quá chú thuyền trưởng ha. À thôi tới nơi rồi, các cháu lên bờ đi. Thôi lên bờ rồi đi về nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Các bạn hãy nhấn vào video mà mình muốn xem trong màn hình này để xem tiếp nha. Dù đang xem bằng điện thoại hay bằng vi tính đều có thể nhấn được và xem được hết. Và nhớ nhấn vào nút đăng ký thành viên để nhận được thông báo khi nào đăng video mới lên YouTube trên kênh KN Channel. Hoàn toàn miễn phí nên các bạn cứ yên tâm nha. Cảm ơn các bạn.